Bản tin trưa gồm những sự kiện sau. Nhà tìm cách xuyên thủng mặt trận tại khu vực Bokrovsk. 28 chiến hạm của hạm đội biển đen Nga bị vô hiệu hóa. Đan Mạch tìm cách giảm doanh thu của đội tàu chở dầu Nga. Vì thế Nga suy yếu khi buộc phải thỏa hiệp với Trung Quốc. Benjamin Netanyahu giải tán nội các chiến tranh của Israel. Trung Quốc bị lũ lụt, chết người và nắng nóng cực độ cùng một lúc Tổng thống Biden quyên góp được 30 triệu đô la Mỹ tại buổi gây quỹ ở Hollywood, buôn bán tóc người giúp Triều Tiên thu hàng trăm triệu đô la Mỹ, tất cả đều có trong bản tin trưa nay. 60 giây tinh hoa xin kính chào quý vị đã đến với bản tin trưa thứ ba ngày 18 tháng 6. Yên Ngọc xin kính chúc quý vị có một ngày mới tốt lành. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, trang tin đối lập của Nga, The Moscow Times, ngày hôm nay có bài viết cho biết, Điện Kremlin coi hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế về Ukraine diễn ra cuối tuần trước không mang lại kết quả gì. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, nếu chúng ta nói về kết quả của cuộc họp này thì chúng sẽ trở thành con số không đồng thời nói thêm rằng nhiều quốc gia hiểu rằng bất kỳ cuộc thảo luận nghiêm túc nào cũng thiếu quan điểm nếu không có sự hiện diện của đất nước chúng tôi. Các quan chức từ hơn 90 quốc gia đã tập trung tại Thụy Sĩ từ hôm thứ bảy đến chủ nhật ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của ukraine nhưng vẫn để lại những câu hỏi quan trọng về cách kết thúc chiến tranh chưa được giải đáp thông cáo cuối cùng được hầu hết các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh ủng hộ nhưng một số quốc gia không ký bao gồm ả rập saudi ấn độ và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vào tuần trước ông putin cho biết nga sẽ chỉ tham gia các cuộc đàm phán hòa bình nếu ukraine từ bỏ bốn khu vực của mình yêu cầu ukraine đầu hàng trong cuộc chiến quay trở lại tình hình mặt trận Bộ trang tin Defense Express trích dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào ngày 17 tháng 6 cho rằng, số vụ đụng độ trên toàn chiến tuyến đã tăng lên 89 cuộc, trong đó giao tranh ác liệt nhất xảy ra ở khu vực Bokrovsk. Tại khu vực Kavkiv, ba cuộc đụng độ đang diễn ra ở gần Vopchansk. Chín hành động thù địch đã được ghi nhận ở khu vực này và gần Lipsy. Theo Bộ Tổng tham mưu cho biết, quân đội Nga ngày hôm nay đã mất 111 binh sĩ. Lực lượng Ukraine cũng đã phá hủy một xe tăng, một xe bọc thép, và 23 UAV của Nga. Tình hình ở khu vực Bokrovsk vẫn căng thẳng, với 37 vụ đụng độ được báo cáo cho đến nay. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công của quân đội Nga và tiếp tục tham gia 15 trận chiến đang diễn ra. Tình hình hiện ổn định, quân Nga chịu tổn thất đáng kể, trong đó có 290 người thiệt mạng và bị thương. Vào ngày 17 tháng 6, lực lượng Nga đã tiến hành 5 cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine ở khu vực Framivka, các cuộc giao tranh đang diễn ra được báo cáo gần Staromayoske, Vodiane và Eurozyne. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang đẩy lùi bước tiến của Nga vào lãnh thổ Ukraine và tiếp tục gây thiệt hại cho quân đội Nga, đồng thời làm suy yếu khả năng tấn công của lực lượng này trên toàn tuyến. Trên khu vực bán đảo Crimea, trong một tháng rưỡi qua, lực lượng Ukraine phá hủy khoảng 15 hệ thống phòng không của Nga ở Crimea. Đặc biệt đó là các tiểu đoàn phòng không được trang bị hệ thống S-300, S-350 và S-400 hàng chục bệ phóng cho các hệ thống này, hơn 15 trạm radar và hơn 10 sở chỉ huy đã bị phá hủy. Thưa quý vị, trong cuộc chiến do Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã tung ra những đòn đáng chú ý đối với hạm đội, chẳng hạn như vụ đánh chìm tàu Moscow và liên tục tấn công các tàu thuyền và cơ sở hạ tầng, bao gồm cả căn cứ chính ở Crimea, ở Sevastopol, thường sử dụng UAV trên biển, và các thiết bị không người lái khác. Kể từ đó, Nga đã di dời các tàu từ Crimea bị chiếm đóng về phía đông bắc đến Novorossiysk thuộc vùng Krasnodar của Nga, cũng như những nơi xa hơn. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmitry Bletentuk nói với hãng tin RBC về một số chi tiết về những thành công này và các cuộc tấn công vào tàu Nga. Theo một bản dịch, ông cho biết, một phần ba trong số đó chắc chắn không còn hoạt động, bị phá hủy và hư hại con số này phù hợp với các ước tính khác như Jamestown Foundation, một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ, cho biết vào tháng 3 năm nay rằng các UAV trên biển và các biện pháp tấn công của Kyiv ở biển Đen đã cho phép họ vận chuyển ngũ cốc ở mức gần như trước chiến tranh và kết luận rằng những nỗ lực của Moscow nhằm thay đổi cán cân trên biển hầu hết đều thất bại. Khi được hỏi có bao nhiêu chiếc tàu và hàng không mẫu hạm hỏa tiễn của Nga bị tấn công ở biển Đen, ông trả lời chính thức là 28 chiếc hơn 10 chiếc đang được sửa chữa, nhưng nhiều tàu hiện đang hoạt động cũng bị hư hỏng. Ông cho biết Ukraine đã giải phóng hơn 9.600 dặm vuông biển Đen ở phía bắc, phía tây, tây nam và bây giờ là phần trung tâm của vùng biển. Tuy nhiên ông nói thêm rằng Nga vẫn sử dụng tàu ngầm trong khu vực, bốn tàu ở khu vực Azov biển Đen, ba trong số đó là tàu mang hỏa tiễn hành trình. Thưa quý vị, Nga gửi khoảng 55% lượng dầu xuất khẩu ngoài khơi của mình qua eo biển Đan Mạch, nơi đóng vai trò là cửa ngõ vào biển Baltic. Ở châu Âu, kế hoạch đóng cửa biển Baltic cho hạm đội chở dầu ngầm của Nga đang ngày càng được thảo luận. Sau Vương quốc Anh và Phần Lan, Đan Mạch đã đưa ra một đề xuất tương tự, thông qua lãnh hải mà các tàu Nga có dầu đi qua, tránh được mức trần giá dầu. Điều này được báo cáo bởi hãng tin Reuters. Thực tế là Copenhagen đang nghiên cứu khả năng hạn chế việc đi lại của các tàu chở dầu cũ. Với dầu của Nga qua biển Baltic được nêu trong thông điệp của Bộ ngoại giao Đan Mạch, các nhà phân tích kinh tế nhấn mạnh rằng Nga gửi khoảng 55% xuất khẩu dầu ngoài khơi của mình qua eo biển Đan Mạch, đóng vai trò là cửa ngõ vào biển Baltic. Trên thực tế, Đan Mạch có thể đơn phương đưa ra quyết định như vậy. Reuters nhấn mạnh rằng nỗ lực ngăn chặn nguồn cung có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính của Điện Kremlin kể từ khi các quốc gia phương Tây áp đặt giới hạn giá đối với dầu của Nga trong nỗ lực hạn chế các quỹ quan trọng cho cuộc chiến ở Ukraine. Nga đã dựa vào một đội tàu chở dầu thường xuyên, có trụ sở và được bảo hiểm ở bên ngoài phương Tây. Đan Mạch đã tập hợp một nhóm các quốc gia đồng minh đánh giá các biện pháp chống lại hạm đội bốn tối này. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch nói với báo Reuters, ông không nêu rõ cơ chế nào đang được xem xét, Trước đó đã có báo cáo cho rằng London và Helsinki đang xem xét kế hoạch cấm hạm đội biển đen của Nga ở biển Baltic. Thưa quý vị, Liên bang Nga bị suy yếu bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây, sẵn sàng thực hiện một thỏa hiệp khác với Trung Quốc. Tuyến đường thủy, sông Đồ Môn chảy về phía đông dọc theo biên giới Trung Quốc và Triều Tiên và cuối cùng là Nga trước khi đổ ra biển Nhật Bản. Theo đó, các tàu Trung Quốc hiện chỉ có thể tự do di chuyển trên sông cho đến làng Fangyuan ở cực đông của tỉnh Cát Lâm không giáp biển, cần có sự cho phép của cả Nga và Triều Tiên để di chuyển đoạn đường dài 15 km còn lại tới biển Nhật Bản. Một cây cầu cao 7 m từ thời Liên Xô cũng chặn đường đi của các tàu lớn hơn. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh vào hồi tháng trước, có đề cập rằng các nước sẽ tham gia vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Triều Tiên và sông Đồ Môn. Trung Quốc trong lịch sử đã nắm giữ khu vực này cho đến khi đế quốc Nga nắm quyền kiểm soát vào những năm 1860. Nga từng tỏ ra lưỡng lự với ý tưởng này vì lo ngại nó sẽ làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Bắc Á. Nhưng thái độ của nước này đang thay đổi khi động lực quyền lực giữa Moscow, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng thay đổi. Nga càng ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về thương mại trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến việc quốc gia này xâm lược Ukraine. Sự thay đổi này cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến an ninh trong khu vực. Chicago Masuo, giáo sư nghiên cứu chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Đại học Kyushu ở Fukuoka, Nhật Bản, cho biết các tàu lớn hơn mà Trung Quốc hy vọng sẽ điều hướng thẳng đến biển Nhật Bản, bao gồm các tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển. Ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Phạm Dương. Thưa quý vị, ông Benjamin Netanyahu đã giải tán nội các chiến tranh của Israel đang kiểm soát các cuộc xung đột ở giải Gaza, đồng thời từ chối các đồng minh cực hữu của ông đang tìm kiếm ghế. Thủ tướng của Israel dường như cũng đang chuyển sang củng cố quyền lực trong việc ra quyết định tại cuộc chiến với Hamas cũng như với Hezbollah trên khắp biên giới của Lebanon. Thủ tướng Israel cũng tuyên bố chuyển sang các bộ trưởng, nói rằng nội các chiến tranh đã được thành lập, giống như một phần của thỏa thuận trong đó chính trị giao ôn hòa, ông Benyamin và Đảng thống nhất quốc gia của ông đã tham gia một liên minh khẩn cấp từ hồi năm ngoái. Việc giải tán nội các chiến tranh đã được các quan chức của Israel xác nhận trong một cuộc họp báo giấu tên. Đồng thời, các quan chức này cũng bày tỏ sự bất bình trong việc tiến hành cuộc chiến ở Gaza, cũng như các nhóm chống chính phủ đang liên tục kêu gọi biểu tình hàng ngày hàng tuần. Việc giải tán nội các chiến tranh dường như không có bất kỳ tác động có ý nghĩa nào đến cuộc xung đột, bởi việc ra quyết định sẽ vẫn được chuyển trở lại nội các an ninh. Nhưng sự phân nhánh chính trị có thể đáng kể hơn. Động thái này dường như là một sự coi thường có chủ ý đối với các đồng minh cực hữu của ông Netanyahu trong liên minh, bao gồm cả Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir, người đã cố gắng giành được một ghế trong nội các chiến tranh kể từ khi ông Gantz đã ra đi sau khi ông Phanàn đã bị gạt ra ngoài lề với những quyết định then chốt. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có sự chia rẽ quan điểm giữa thủ tướng Netanyahu và các chỉ huy cao cấp của lực lượng phòng vệ IDF Israel. Thưa quý vị, phần lớn Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt vì nắng nóng đe dọa hạn hán tại miền Bắc, trong khi ở các khu vực phía Nam lại hứng chịu mưa lớn và lũ lụt. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin vào hôm thứ hai, lũ lụt ở tỉnh Quảng Tây, phía Nam của Trung Quốc đã gây ra tổng thiệt hại kinh tế khoảng 329 triệu nhân dân tệ, tức là khoảng 45 triệu đô la Mỹ, gây ùn tắc giao thông và ảnh hưởng đến nhà cửa cũng như mùa màng. Đất nông nghiệp ở tỉnh Phúc Kiến đã bị thiệt hại trực tiếp khoảng 225 triệu đô la Mỹ trên 12.350 hecta. Thủ đô Bắc Kinh cũng đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao thứ hai với nhiệt độ dự kiến sẽ vượt qua 37 độ C vào thứ hai. Truyền thông địa phương đưa tin khoảng 11.000 người cần hỗ trợ quan trọng ở Quảng Tây đã phải di rời khỏi những con phố bị ngập nước trên những chiếc xuồng cao su trong khi người già được khiêng qua nước lũ. 11.100 người ở Quảng Đông đã được sơ tán khỏi khu vực gần đê giống như một biện pháp phòng ngừa. Hãng tin Reuters đã dẫn đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin một vụ lở đất ở tỉnh Phúc Kiến khiến 4 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích sau 7 ngày mưa lớn. Các nhà chức trách trong tỉnh đã sơ tán khoảng 36.000 người do lũ lụt và mưa dự kiến sẽ vẫn tiếp tục kéo dài. Hiện nay, Trung Quốc đã trải qua nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt trong những năm gần đây mà các chuyên gia cho rằng có liên quan đến nhiệt độ toàn cầu tăng cao, phần lớn là do khí thải carbon. Thưa quý vị, theo chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden, vào ngày hôm qua, chiến dịch này đã thu về 30 triệu đô la trong một sự kiện gây quỹ ở Los Angeles vào ngày 15 tháng 6 do các ngôi sao của Hollywood và cựu tổng thống ông Barack Obama chủ trì. Các diễn viên George Clooney, Julia Roberts, Barbara Streisand và cựu tổng thống Barack Obama nằm trong số những người lên sân khấu tại sự kiện. Ông Kimmel đã mở đầu bài phát biểu của mình với sự bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Joe Biden, Ông cũng cho rằng luật phá thai, chăm sóc sức khỏe và bầu cử là một trong những vấn đề hàng đầu vào năm 2024. Tổng thống Joe Biden một lần nữa đã ca ngợi chính sách kinh tế của chính quyền ông, nói rằng nó đang có hiệu quả. Tuy vậy, cuộc thăm dò gần đây cho thấy nền kinh tế và chi phí sinh hoạt tiếp tục là vấn đề then chốt đối với các cử tri của Hoa Kỳ. Một cuộc khảo sát vào tháng 5 của The New York Times, Siena College và Philadelphia Inquirer cho thấy hơn 50% cử tri ở năm bang chiến trường đã đánh giá nền kinh tế là kém trong bối cảnh có dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt và lãi suất đang ngừng tăng. Số tiền 30 triệu đô la Mỹ thu được từ đợt gây quỹ đã phá vỡ kỷ lục trước đó là 26 triệu đô la Mỹ quyên góp được trong một sự kiện hồi tháng 3 ở Manhattan đối với cựu tổng thống Obama và ông Bill Clinton. Thưa quý vị, theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, và năm ngoái, Triều Tiên đã xuất khẩu sang Trung Quốc 1.680 tấn, tương đương khoảng 135 chiếc xe buýt 2 tầng với lông mi giả, dâu và tóc, giá trị khoảng 167 triệu đô la Mỹ. Doanh thu hàng triệu đô la từ tóc của người đã giúp thúc đẩy xuất khẩu của Triều Tiên, chiếm gần 60% tổng số hàng hóa được khai báo gửi đến Trung Quốc các sản phẩm thường được làm bằng tóc nhập khẩu từ trung quốc sẽ xuất khẩu đi khắp thế giới những người mua sắm ở london và seoul khi xem xét các món đồ cài tóc và các phụ kiện khác sẽ thấy nhãn mát cho biết tất cả các món đồ này được sản xuất ở trung quốc chứ không phải tại triều tiên ngành công nghiệp nhẹ thuộc loại sản xuất sản phẩm làm đẹp không phải chịu lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng. Đó là một trong nhiều cách hợp pháp để giúp chế độ Bình Nhưỡng có thể giảm bớt đòn dáng từ các biện pháp trừng phạt quốc tế và kiếm được ngoại tệ quan trọng. Hoạt động buôn bán tóc người đã bùng nổ và điều này giúp duy trì nền kinh tế bị cô lập của Triều Tiên mang lại cho Bình Nhưỡng nguồn thu quan trọng để theo đuổi tham vọng hạt nhân. Ông Kim Jong-un không chỉ tiếp tục công việc mà cha của mình đã để lại, mà còn đẩy nhanh chế độ của mình tiếp thu công nghệ đạn đạo thông qua một loạt các vụ phóng thử nghiệm. Ông Lev Eric Yersley, giáo sư tại Đại học Iowa ở Seoul, đã nói rằng thật vô lý khi mong đợi các biện pháp trừng phạt sẽ chấm dứt tham vọng hạt nhân của ông Kim Jong-un. Cảm ơn biên tập viên Phạm Dương. Kính thưa quý vị, bản tin trưa đây đến đây sẽ được phép tạm dừng. Y Ngọc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.